Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong thời gian vừa qua, lực lượng không quân Ukraine đã phải đối mặt với nhiều tổn thất về máy bay trên chiến trường. Giới quan sát đánh giá, điều này có thể tác động đến các hoạt động chiến đấu trên bộ của lực lượng vũ trang Ukraine Ukraine đã sử dụng máy bay chiến đấu MiG-29 mang bom lượn dẫn đường bằng vệ tinh Jdam nhằm đối phó với quân đội Nga, cũng như sử dụng tên lửa HAM để phá hủy hệ thống radar của Nga, cũng như sử dụng tên lửa HARM để phá hủy hệ thống radar của Nga. MiG-29 có tầm hoạt động là 2.100 km và trần bay tối đa là 18 km. Thông thường, những chiếc MiG-29 của Ukraine bay rất thấp để tránh bị radar của phòng không Nga phát hiện. Khi đến gần các điểm phóng Jdam hoặc HARM, máy bay bay cao hơn để tối đa hóa tầm bắn cho bom dẫn đường hoặc tên lửa. Lúc này, chúng rất dễ bị radar của Nga phát hiện và nhắm mục tiêu. Ukraine đã khắc phục điều này bằng cách cho những chiếc MiG-29 bay qua các căn cứ tiền phương của không quân Ukraine để tiếp cận các điểm phóng vũ khí. Sau khi tiếp nhiên liệu và trang bị vũ khí tại căn cứ tiền phương, MiG-29 có thể cất cánh, bay cao hơn, phóng vũ khí và quay trở về căn cứ nhanh chóng, khiến lực lượng phòng không Nga không đủ thời gian để phản ứng hiệu quả. Tuy nhiên, Nga đã bắt đầu sử dụng UAV trinh sát tầm xa và UAV cảm tử để theo dõi các căn cứ không quân tiền phương của Ukraine, cho phép các UAV tấn công ngay lập tức bất kỳ máy bay chiến đấu nào tiếp nhiên liệu và trang bị vũ khí tại căn cứ. Kể từ khi triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine, Nga đã tận dụng triệt để UAV trinh sát Orlan cho nhiệm vụ chỉ điểm mục tiêu và hiệu chỉnh hỏa lực. Ngoài ra, vũ khí hiệu quả hàng đầu của Nga được đánh giá là UAV cảm tử Lancet. Nhiều nhà phân tích cho rằng Nga phá hủy được nhiều máy bay của Ukraine là nhờ sử dụng A-50U, phiên bản hiện đại hóa của máy bay cảnh báo trên không A-50. Theo báo cáo của TASS vừa qua, dẫn nguồn tin thân cận với quan chức quân sự Nga, Nga đã sử dụng hệ thống phòng không S-400 cùng với máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không AVK-ACS A-50U để chống lại lực lượng không quân của đối phương. Hệ thống phòng không S-400 đã đạt tới tầm bắn tối đa, nhằm vào các mục tiêu ở độ cao gần 1.000m sử dụng đầu đạn mới của tên lửa phòng không dẫn đường. Một chuyên gia quân sự cho rằng sự kết hợp giữa S400 và A50 cho phép thực hiện một sự trao đổi. Theo đó, thông tin về mục tiêu do A50 cung cấp sẽ được truyền trực tiếp đến tên lửa của S400, khiến đối phương không nghĩ rằng tên lửa đang nhắm vào họ. Một số nhà phân tích lưu ý, với sự hỗ trợ của máy bay cảnh báo sớm, tầm bắn của tên lửa có thể mở rộng đáng kể. Hệ thống tên lửa phòng không S400 sử dụng các radar giám sát và theo dõi tinh vi, phát ra tần số mạnh có thể kích hoạt bộ thu cảnh báo radar RVKR trên máy bay. Tuy nhiên điều này cũng khiến hệ thống S-400 có nguy cơ để lộ tần số radar trước đối phương. Yuri Knutov, nhà sử học quân sự và nhà bình luận chính trị Nga nhận định, máy bay cảnh báo trên không A-50 đóng vai trò quan trọng đối với hệ thống phòng không của Nga trong việc bắn hạ máy bay chiến đấu của Ukraine. Ông Knutov nói, với khả năng bay cao, A-50 có thể phát hiện các máy bay của đối phương cất cánh từ các sân bay quân sự bí mật, thậm chí từ các đoạn đường cao tốc lực lượng không quân Nga đã nhận thêm hai chiếc A-50U được hiện đại hóa. Đây là những chiếc A-50U đầu tiên được đưa vào sử dụng kể từ khi Nga triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, trước đó, lực lượng không quân Nga đã có 7 chiếc A-50U hiện đại hóa. Chiếc cuối cùng được giao hồi tháng 12 năm 2021. Khi chuyển giao chiếc A-57U hiện đại hóa thứ 7, Tập đoàn Quốc phòng Rostec tuyên bố chiếc máy bay tiếp theo sẽ được giao vào năm 2023. Nga mới đây đã công bố video cho thấy khoảnh khắc máy bay không người lái của nước này phá hủy một nhà chứa máy bay nhỏ của Ukraine, nơi cất giữ xe mang phóng tự hành trang bị radar Tela 9A310M1 của hệ thống tên lửa phòng không Buk-M. Cụ thể trong video, UAV Lancet 3 mang theo đầu đạn tích lũy đã xác định mục tiêu một cách chính xác, sau đó tiến hành tập kích xuyên qua nóc nhà chứa máy bay. Cuộc tấn công đã gây ra vụ nổ lớn phá hủy hoàn toàn xe mang phóng tự hành 9A310M1, tạo ra cột khói lớn bốc lên trên cao. Trong đó, tổ hợp bốc M1 tiêu chuẩn gồm 6 xe chở, phóng đạn và radar Tela 9A310M1. Mỗi xe Tela mang được 4 tên lửa với tầm bắn 35 km, trang bị radar chiếu xạ và dẫn bắn để tăng tính độc lập, cho phép tổ lái tự phát hiện và tấn công mục tiêu. Thời gian gần đây, Nga đã tăng cường tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử theo các chuyên gia quân sự, Ukraine có thể phải chịu tổn thất nghiêm trọng về xe tăng hoặc các hệ thống pháo do những loại UAV này. Trong bài phân tích trên tạp chí Forbes, nhà phân tích quân sự David Axe cho rằng, Nga đang đẩy mạnh nỗ lực chế tạo máy bay không người lái và tích cực đào tạo đội ngũ vận hành UAV. Sở dĩ UAV hoạt động hiệu quả trên chiến trường là do chúng có kích thước nhỏ, linh hoạt và khả năng cơ động cao, khiến việc phát hiện và đánh chặn rất khó khăn. kể từ khi triển khai hoạt động quân sự ở Ukraine. Nga đã sử dụng rộng rãi các UAV cảm tử. Các binh sĩ Ukraine từng chia sẻ rằng UAV Lancet của Nga là một trong những mối đe dọa chính đối với họ khi Moscow tăng cường sử dụng loại vũ khí này trong những tháng gần đây. UAV Lancet có giá khoảng 35.000 đô la Mỹ một chiếc, được cho là phương án hiệu quả hơn đối với Nga để tấn công các mục tiêu của Ukraine so với sử dụng tên lửa. UAV Nga cũng có thể được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công kiểu bầy đàn vào các mục tiêu của Ukraine và áp đảo hệ thống phòng không của họ. Các báo cáo mới chỉ ra rằng Nga đã sử dụng X-Delight 53, biến thể mới của UAV Lancet. Tuy nhiên, theo ESW, X-Delight 53 được cho là chỉ có trọng tải từ 3 đến 5 kg, có thể không đủ khả năng gây thiệt hại đáng kể cho hầu hết các mục tiêu quân sự quan trọng của đối phương. Cuộc xung đột ở Ukraine đã chứng kiến cuộc đua phát triển công nghệ UAV khi cả Nga và Ukraine đều tập trung nguồn lực vào việc sản xuất UAV. Bộ trưởng chuyển đổi số Ukraine Mikhail Fedorov cho biết Ukraine đã xây dựng đội quân máy bay không người lái và đang trên con đường trở thành nước dẫn đầu thế giới về sản xuất UAV. Theo nhà sản xuất Zala Aero, UAV Lancet là vũ khí đa năng thông minh mới, có khả năng tự động định vị và tấn công mục tiêu nhất định. Lancet có thể nhắm mục tiêu vào binh sĩ, xe thiết giáp, các vị trí kiên cố và thậm chí là cả UAV tấn công hạng nặng của đối phương. Máy bay không người lái cảm tử nổi tiếng nhất được Nga sử dụng là UAV Shahed do Iran sản xuất. Loại vũ khí mà Moscow đã triển khai rộng rãi trên khắp Ukraine trong cuộc xung đột đã kéo dài 20 tháng. Ngày 29 tháng 10, quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 5 UAV Shahed được Nga phóng đến trong đêm. Vừa qua, tại Diễn đàn Quốc phòng Hương Sơn ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cảnh báo phương Tây về nguy cơ gia tăng xung đột giữa Nga và Ukraine có thể dẫn tới xung đột quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân ông Sergei Shoigu chỉ trích phương Tây tiếp tục gia tăng mâu thuẫn với Nga, cho rằng mục đích của phương Tây là gây ra thất bại chiến lược cho Nga thông qua tiến hành chiến tranh hỗn hợp. Tuy nhiên, cảnh báo việc này chỉ mang lại hậu quả thảm khốc. Thuật ngữ chiến tranh hỗn hợp lần đầu tiên được giới chức Mỹ đề cập vào năm 2005. Đây là chiến lược quân sự kết hợp tổng hợp, đồng bộ nhiều biện pháp như sử dụng tin giả, cấm vận, tác động ngoại giao, vận dụng pháp luật quốc tế, can thiệp chính trị nhằm hiện thực hóa mục đích chính trị quân sự ông shoigu cũng cho rằng phương tây đang tìm cách mở rộng xung đột ở ukraine sang khu vực châu á thái bình dương theo bộ trưởng quốc phòng nga nato đang che đậy việc tăng cường lực lượng ở khu vực châu á thái bình dương với mong muốn đối thoại phô trương bên cạnh đó bộ trưởng quốc phòng liên bang nga sergei shoigu cũng cho biết moscow vẫn sẵn sàng đối thoại để giải quyết cuộc xung đột ở ukraine bộ trưởng shoigu nhấn mạnh nếu các điều kiện cần thiết được tạo ra chúng tôi vẫn sẵn sàng cho các cuộc thảo luận chính trị trên cơ sở thực tế Ông Shoigu cũng đề cập đến sự cần thiết phải đảm bảo mối quan hệ bình đẳng giữa tất cả các cường quốc hạt nhân, ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo ông Shoigu, các quốc gia này chịu trách nhiệm đặc biệt trong việc duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cũng cho rằng, để hình thành trật tự thế giới đa cực công bằng, cần cập nhật cấu trúc an ninh quốc tế và mang lại cho nó sự ổn định cao hơn. Về khả năng thảo luận mang tính xây dựng về các vấn đề an ninh, Bộ trưởng Shoigu cho rằng Nga sẵn sàng thảo luận và giải quyết bất kỳ vấn đề an ninh nào nếu cuộc đối thoại này diễn ra công bằng, bình đẳng và dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau của các bên thỏa thuận. Liên quan việc Nga hủy bỏ phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện CTBT, Bộ trưởng Shoigu cho rằng hành động này của Nga không có nghĩa là rút khỏi Hiệp ước, mà chỉ là đảm bảo sự cân bằng với Mỹ, nước chưa phê chuẩn Hiệp ước này. Trong tháng này, Duma Quốc gia Hạ viện và Hội đồng Liên bang Nga Thượng viện Nga đã nhất trí thông qua dự luật hủy bỏ phê chuẩn hiệp ước CTBT, nhưng nước này vẫn là một bên của hiệp ước với toàn bộ quyền và nghĩa vụ liên quan. Cũng tại diễn đàn trên, Bộ trưởng Shoigu cũng khẳng định Nga sẽ tiếp tục hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự với các nước quan tâm ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có việc cung cấp thiết bị và tập trận chung. Theo ông, các diễn biến trên thế giới hiện nay đòi hỏi Nga phải điều chỉnh các ưu tiên chính sách đối ngoại, trong đó khu vực châu Á Thái Bình Dương giữ vị trí đặc biệt. Ông nhấn mạnh các hoạt động hợp tác kỹ thuật quân sự được thực hiện theo đúng luật pháp quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời không nhằm vào nước thứ ba. Nga cũng thực hiện các bước phù hợp để tăng cường hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á. Diễn đàn Quốc phòng Hương Sơn là chương trình ngoại giao quân sự thường niên lớn nhất của Trung Quốc, khai mạc ngày 29 tháng 10 trung quốc mong muốn thông qua diễn đàn này tuyên truyền tầm nhìn của chủ tịch trung quốc tập cận bình về xây dựng một thế giới an toàn hơn và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia đang phát triển